gió thổi đầu non. Mấy thằng uống rượu là con Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ngự tại đền vàng, thấy con uống rượu hai hàng lệ rơi. Chứ tưởng rằng con uống con chơi, nào ngờ con uống con rơi vô nhị tỳ. Ai rồi nói anh nằm nghe. À. Mình uống có mức độ, à, đúng không? À. Mình uống mà mình làm chủ bản thân mình được thì không bao giờ mình rơi vô nhị tỳ. Đúng. Không? Không biết đừng có bè bé uống xong rồi chữ nhau rồi quýnh lộn với nhau rồi nhục. Bạn bè thân hữu với nhau, sống chết có nhau, phải không? Rượu là nó làm tăng tình cảm của mình lên. Không. Mấy con bà đàn bà như mấy con vợ nó thấy mình uống rượu rồi vậy nói nghe ghét quá. Thôi, nói anh nghe. Hả? Tại sao bữa nay tôi mời anh uống rượu? Hả? Nói cũng buồn. Hôm nay xe ôm truyền thống của mình nó yếu quá. Xe ôm công nghệ chơi hiện đại quá, mình mần không lại. Mà cắt hết trơn. Chứ lại một cái tao chán hết mày Tư ơi. Cái gì? Cái xe của tao, tao nói thiệt mày nha. Khách đi leo lên ngồi nó xe này mà ông chạy một lát mà có xảy ra tai nạn, tôi không bị thương thì tôi cũng bị phong đòn gánh. Sao ạ? Thì cái xe nó xét xẹt hết rồi. Trời. Tôi chê. Mời móc sửa lại đi ông ơi. Sửa gì? Mua bà xe mới 25 triệu mà có tiền đó mà mua. Rồi sao? Giờ tính thì vợ đã nói thôi để làm đơn mượn ngân hàng. Ôi, tính chuyện xa quá. Bây giờ tôi nói anh nghe. Dạ. Chầu bữa nay anh để tôi trả. Không được mày, mày nói gì không được. Mày rả hoài, chầu này bữa nay tao trả. Không. Đây chỗ anh em anh cũng dành tôi. Tôi đã nói là uống rượu là không có gây gỗ, không? Bữa nay cái chầu này anh để tôi trả. Bị gì tôi mới có một cái cuốc xe chạy xa chạy. Anh xa. Để tôi trả đi. Mày chạy xa được nhiêu? Chạy xa được nhiêu? Trăm mấy hai trăm. Thì trăm mấy hai trăm còn đỡ hơn anh không có chạy được trăm nào. Thì trời. Thôi để tiền lo cho mấy đứa nhỏ. Tôi nói gì nói tôi cũng có chút đỉnh, không? Thôi mà tao nói để tao trả. Thôi chầu này để tôi trả. Chết số ơi, chết số ơi. Chết số ơi. Chú Tư, chú Năm. Muốn ủng hộ con tại số ơi, muốn ủng hộ tại con tại số. Để con thích. Ê, muốn hộ con tự trời ơi rồi. Mày ngồi cái mày giạt tao ra luôn à. Ôi làm quá à, chú cháu làm quá à. Sáng giờ bán không có được, muốn hộ con tờ coi. Mày đó hả Đà? Dạ con, Đà đây. Trời đất quỷ thần ơi, sao bữa nay tao dòm mà tao thấy nó lạ với trời. Lạ không, thấy lạ không? Lạ. Nhìn kỹ nè. Mới sửa mũi nha. Ê mày sửa cái mũi này mũi gì? Mũi dọc dừa. Dọc dừa con khỉ khô. Dòm thấy là mũi dọc đường chứ dọc dừa gì. Ủa mắc gì mũi dọc đường? Mũi dọc đường là sao không? Thì nó sửa sao mà nó lãng giảng ngoài đường không như dâm. Sửa nó cũng sửa ngoài đường luôn chứ không phải trong thẩm mỹ viện. Ủa ngoài đường có sửa dạo hả? Sửa bà Thu đó. Hả? À? Nhà biết sửa ống nước nên sửa lỗ mũi con luôn. Trời đất. Mày tầm bậy tầm bạ quá con. Mày đi làm cái đó mà mày không biết cái sức khỏe của mày. Mày đi làm tầm bậy tầm bạ, người ta không có tay nghề dân sửa ống cống mà mày đi kêu sửa mũi. Bởi vậy bà... chết có ngày. Bà sửa không phải bà sửa cái lỗ mũi mày không nha. Sửa hôm gì trước bà bơm cái môi cho con hai ở xóm trên. Bà bơm sao mà cái môi dưới nó nhỏ hơn cái môi trên. Rồi bà chỉnh cái môi trên nhỏ hơn cái môi dưới. Rốt cuộc chỉnh tới chỉnh lui mà hai cái môi nó bự đến nỗi mức độ mà cái môi nó bít cái lỗ mũi còn kìa, thở không được. Trời đất ơi. Ê, ông nói cái này tôi mới nhớ nha. Nói gì? Hèn gì cả xóm mình nhiễm F0 hết trơn, một mình con nó không nhiễm. Sao hả? Sao kỳ vậy? Cái môi nó bịt mẹ nó cái lỗ mũi rồi, nó đâu có hít vô trúng cái gì rút đâu mà nhiễm. Tư nói rồi tao mới để ý. Trời ơi, bơm môi mà bơm sao? Bơm hình cái khẩu trang luôn hả? Trời ơi. Ông chọc mày đó mày ơi. Chưa hết. Chưa hết gì? Cơm bồ sữa mũi xong căng da mặt luôn. Cái gì? Mày nhiêu tuổi rồi? 17. 17 tuổi mà đi căng da mặt? Mày bị điên hả? Rẻ tiền. Bà nói là kéo chỉ đi em. Chị là có chỉ collagen nhưng mà em không có tiền thôi. Chị có chỉ mà lưới cá đó. Cái đầu bà kéo sọc sọc như lưới cá vô mặt con luôn nè. Tự nhiên sao mày đưa cho bà làm cái lưới cá vô mặt bằng chi? Tại vì bà nói bà biết rạn lưới.
trời đất quỷ thần ơi. Trời ơi, càng lúc mày bị càng bị điên rồi đó. Mày dư tiền quá hả? Gia đình bà đang lưới được thì bà đang được cái mặt con thôi, chứ có gì đâu dư tiền. Ê, tao thấy mày tính toán mà tao hỏi mày tiền ở đâu mà mày có, mày sửa lại cái mặt mày hết vậy hả? Trả góp. Thôi, ví dụ như là 16 triệu mình góp ngày 25 ngàn. Hả? Còn không được nữa, lấy 3 tờ giấy số trừ ngày đó. Dạ, vậy mày góp được mấy năm? Chưa biết nữa, nào đứt thôi, nào banh mặt thì đứt cái tiền đó. Trời ơi, từ nó mê đẹp, nó mê thẩm mỹ. Mà có ngày mày bệnh mày chết. Mày bệnh mày chết. Bệnh đâu chết đâu, chưa hết đâu. Mới nè, treo chân mày. Đó mày nhìn xuống coi. Trời ơi, mày treo chân mày đẹp quá, giống cái cầu Dây Văn, cầu Mỹ Thuận quá ha. Mai mốt mày đừng treo cỡ đó, mày treo lên tới đây nè. Trời đất ơi. Mày kéo cái lông mày mày lên tới trên này nè. Ai chê mày á, ủa là cái đứa không có lông mày á, mày vén cái tóc ra cho người ta coi. Trời ơi. Để chi, để chỗ này nó còn trống nè, mày vẽ được nhiều màu. Mặt nó như dày dòm giống con đà điểu rồi. Mà bây giờ mày kêu nó kéo, nó sửa riết tao dòm nữa đó thiệt. Còn tệ hơn con đà điểu nữa đó. Trời, treo chân mày mà chú kêu treo lên tới đây như treo quần áo vậy chú. Tướng tá gì đâu mày đứng thôi, kỳ coi quá. Trời, chú cứ vậy không mặt thiệt. Chú nói xúc phạm con quá. Còn trẻ mà sao có bụng mỡ không, nhìn giống như con heo nái. Đã quá, đi làm nắng mà có ly bia uống đã dễ sợ. Ê, mày uống bia ai mày? Thì của bia... chú chứ có ai. Trả lại cho tao nha. Cái chầu này một lát là tao trả đó nha. Không, thôi chầu này tôi trả. Nó lỡ cho nó uống rồi cho nó uống đi. Mày mắc mệt quá. Mà đẹp, mặt mày con sữa xong sáng sủa gì đẹp cũng chết mà mấy chú cứ chê hoài. Giờ nói nghe nè. Giờ cái chuyện mà mua xe của anh á. Dạ. Anh nói vợ anh đừng có mượn ngân hàng. Tôi cho anh mượn, tôi cũng còn chút đỉnh, tôi cho anh mượn. Rồi anh chạy, anh trả từ từ cho tôi. Mà anh khỏi bất công trả lại, anh hiểu không? Mày nói tao nghe tao cảm động lắm. Thế tao về tao bàn với con vợ tao lại. Mày bây giờ mày giúp tao vậy, cảm ơn. Ôi anh em mà. Bắt tay cái Anh em mãi là anh em. Mãi là anh em, nhưng mà để trả ơn cái vụ này thì kỳ này là cái chầu này là tao trả. Không, chầu này tôi trả. Phan, vụ đi. Ở đây nãy giờ có ai thấy có hộp phấn của tôi gớt đâu không? Hộp phấn nào? Chảy gớt phấn, chảy mặt nữa rồi nè. Trời ơi. Kiếm gùm hộp phấn. Nè. Nhìn cái mặt nó giống như trong hũ bột mới chui ra. Chú nói chuyện gì kỳ quá vậy? Cái gì nữa? Mặt con đẹp gì mà chú nói hủ bột? Mày coi lên. Ôi mệt quá, nói chuyện chú mệt quá thiệt. Ổng mặt quá. Ta đẹp gì? Ai? Ê, mày có duyên quá ha. Trời đất ơi, cái ly bia của tao mày lại mày uống hết rồi. Bây giờ mày lấy bia của thằng Tư đó hả mày? Tại giận quá cái mất khôn. Bây giờ con hỏi chú Tư nè. Chú Năm nói mặt con giống hủ bột, chú coi có giống không? Ông nói quá. Tự nhiên cái mặt con ta vậy cái ông kêu giống hủ bột. Không có đâu con. Mặt mày giống cái thùng dôi á. Con giận chú luôn. Mày đánh phân mày cũng đánh vừa thôi. Có nhiêu mày bệt lên hết. Mặt mày thấy ghê. Hôm qua ông này nè, ông này kêu cả xóm luôn nè. Cái vụ dưới bờ sông đó, ông kêu cả xóm. Bờ sông tụi nó là làng, nó có thầy chết rồi, xình lên rồi. Ủa? Mọi người chạy u tới đó. Ta tới ta không có thấy ai. Ta thấy mày nằm đóng mày ngủ trưa đó không? Ủa, tụi nó đồn con là thay chết trôi hả? Ở dưới cầu đình đó. Ở dưới cầu đình hồi hôm qua con đi bán vé số, con mệt quá con mới chạy tắm chiếu con nằm con ngủ. Thì bởi tao nói mày nghe nè, đánh là đánh cũng ít thôi, vừa quá. Đánh quá nó u về đó con. U về là lú lăn. Đó. Nhưng mà đâu có lú lăn đâu. Thì con đi bán vé số, con chạy xe đạp thì nó chạy cái con dậm, chạy dậm, chạy dậm, chạy riết phấn con ra đường hết luôn. Cái gì? Thiệt, nguyên cái đường phấn không? Vậy là cái đường kẻ ở trên cái đường liên xã mình là phấn của mày á hả? Phấn của con không đó. Trời ơi, vậy mà tôi đi khen mấy ông xã quá trời. Tôi nói trời, cái đường liên xã nó có 3 mét vậy á, mà còn vẽ một cái đường lằn này cho xe chạy 2 chiều á. Mà tôi còn tách người ta đó. Tôi nói ủa sao mới vẽ buổi sáng buổi chiều trôi hết trơn. Thì ra là phấn của mày. Nè, mày đánh cũng ít thôi. Cái mặt mày á, chú nói con nghe, nhìn để cho thanh niên nó mê chút. Mày làm vậy ai dám thương mày? Ôi, khi dễ rồi. Nói phải ra vẻ chứ có người yêu rồi đó. Ai yêu mày? Trời, người yêu dân có tiền đàng hoàng. Thôi đừng có nói dốc.
Thà bá thấy mày thế còn lặn xuống sông trốn nữa kìa. Thằng Tí con ông Tám chạy ghe là bồ con. Cái gì mày quen tao con ông Tám chạy ghe luôn á hả? Chứ sao? Thằng Tí dốc tổ mày rời được cái móng chân nó tao cùi. Trời ơi, vậy là không biết rồi. Nó thương con hú hồn. Nó nói chuyện với con nó như rót mật vô tai con. Nó nói anh yêu em quá rồi, từ ngày mà lấy em về gia đình anh làm ăn khá giả luôn. Hả? À, lấy về mà làm ăn khá giả? Nó nói cái mặt em như con cóc ngậm đồng tiền vậy đó. Mà có cái quen nó hơi cực. Sáng 6 giờ sáng cái nó bài đồ ra, nó cúng thổ thần thổ địa, cái nó bắt con ngậm đồng tiền nằm xuống cho nó cúng. Ngậm gì? Cái tới 5 giờ chiều đi bán đi, bán đi. Cái tới khi mà gõ mỏ cung phu về đó, cái là nó bắt hoành lại, ngậm lại cho nó cúng tiếp. Đó, cúng xong đuổi về. Vậy mà mày nói mày hạnh phúc. Dạ, vậy hơi mà cực. Mày nói nhà nó là giàu có. Cái gì nữa, tình yêu người ta trong sáng vậy thôi chứ trời. Thôi mệt, thôi mệt, mày đi chung ăn trong sáng cái gì. Thôi, đi bán đi con. Chủ quá. Con đi bia đâu rồi? Trời đất ơi, cái bà này bán rồi, bia nữa. Rồi rồi, Đào tới rồi đây. Để anh tết à. Ê, em phụ cho, em phụ chị. Ủa Đà cưng. Dạ, đây đem kinh cho. Rồi trời rồi, ơi. Cảm ơn cưng. Thấy em trai vậy chứ em như đứng đàn ông lắm. Rồi rồi. Đây, để em phục vụ hai anh nha. Cái gì vậy? Dạ. Chậm nó rồi chậm tôi mất vệ sinh nè. Một cái khăn chậm hai ba người. Dạ vậy thôi để em cất vô. Trời ơi, khăn hồi nãy giờ bà kẹp nách rồi bà đi chùi mặt tôi. Dạ không phải, tại này khăn lạnh mà em sợ em bị bệnh cho nên em làm ấm nó lại em lau cho anh. Thôi bà út nhỏ ơi, mệt bà quá à. Rồi, em lên bia. À khoan chờ chút xíu, có chuyện nói chút. Ê cưng, nói dạ, nghe nè. Mua số hả? Không phải, thì có công việc cho em. Có công việc gì vậy? Làm đêm nha. Làm luôn, có tiền là làm hết. Đúng rồi, công việc nhàn rỗi lắm, tới tháng lãnh lương thôi. Trời ơi, xuống vậy? Mỗi tối qua nhà chị ngủ với mấy con chó. Ủa chị vậy? Mấy con chó nó thấy mặt em nó tưởng ma, nó sủa hoài ăn trộm dám vô. Thì thôi bà đừng nuôi chó nữa, bà nuôi tôi đi, tôi sủa thế cho. Không, nuôi mấy con chó đỡ tốn hơn em nha. Ủa kìa, xuống hoài, xuống dạ, hoài. Cầm cái lại lấy ly bia dạ. Lại đây để cho người ta uống. Thôi lấy cái ly mới đi. Đúng. Ly đó nó uống rồi. Dạ, để em phục vụ cho mấy anh này. Thôi khỏi đi, bà lu bu quá, để luôn đi. Ơi, thôi, mấy người làm gì làm đi. Dạ, rồi thôi em vô làm công chuyện nha. Có gì bọn em cho em phụ với, có gì cho em phụ với. Rồi, ê Đà ơi Đà, lấy Đà chạy cho đi phụ chị cưng. Đây đang chạy đi. Đó. Bán vé số không mà nó cũng rần quá không khó chịu, nhậu mà gặp nó kìa. Thôi ra mày vô mày. Vô đi. Vô giờ uống hết cái này đi rồi về tao mày ngủ. Ngủ mai chạy xe ôm tiếp. Ai. Giờ mình phải tìm cái hướng nào á. Đặng lo lắng công việc, nuôi con gái. Thôi cái tiền bạc đó là tôi đã tính với anh rồi, tôi cho anh mượn, anh yên tâm ha. Biết rồi. Để đi. Làm như xưa giờ chưa thấy cái nắp khoén hả con? Lại mày không phải, hôm nay nó ghi chữ trúng được 100 triệu. Thế nè. Cái gì? Trong nắp khoén. Được rồi nè. Bạn đã trúng thưởng 100. Ủa? Uống đi. Sao mày lấy mày bỏ trong túi mày? Ơi, ba cái này ba cái đồ vẫn chơi á mà. Vẫn chơi gì? Đây là trúng 100 triệu rồi, thiệt. Không, cái này vẫn chơi mà. Lấy đưa tao, trả lại tao. Thôi, cái này để tôi đem về, tôi về để cho vợ tôi nó đóng vô cái cây đặng nó nạo dừa nó bán chè. Thôi, lấy mấy miếng rớt dưới đây nè. Còn cái đó đưa lại tao. Cái này không có trúng cái gì đâu mà, nó giỡn á mà. Còn mày tưởng tao chạy rượu hả mày Tư? Tao khui cái chai này ra, tao bật cái cặt ra, tao thấy trong đó nó có cái chữ rồi. Khui cái nắp này là xuống 100 triệu. Thôi mệt ông quá ông ơi. Gì mà ông sao toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ, không có trúng. Mày tưởng tao sai hả Tư? Không có ai sai hết trơn á. Đưa đây, trả đây. Đưa đây. Tụi nó không có mà cứ đòi hoài. Không có gì, cái thằng kia mày đứng lại. Không. Ê, mày ngộ mày. Ngộ cái gì? Mày lên mày. Ê, rồi thôi đi. Bây giờ, đây. Đây trúng 100 triệu đây. Nhưng mà cái này là của tôi. Ủa sao của mày? Tôi nói ngay từ đầu là dầu này tôi trả thì bia này tôi kêu. Mà bia này tôi kêu là ông khui ra là cái chai bia này của tôi trả tiền, cho nên nó là của tôi. Bà nội cha mày, mày tính khôn quá mày. Ê đừng có chửi nha. Tôi chửi lá đó, mày làm gì tao? Mày giật cái nắp bia trúng của tao nè. Bây giờ mày trả không? Không trả đó. Tôi nói cái này là của tôi. Không có gì, bà chủ quá.
Bước vào đây. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ. Bước vào đây. Rồi bây giờ ai trả? Ai trả em nghe. Bước vào đây. Nè. Dạ. Nghe tôi hỏi nè. Dạ. Dạ. Cái chầu này nè. Dạ rồi, dạ rồi. Hồi có lúc mà tôi vô đây tôi kêu á. Dạ. Thì tôi có nói cái chầu này là tôi trả không? Dạ đúng rồi, anh Năm trả. Cái gì? Nói cho rõ ràng nha, ai trả? Dạ anh Tư trả. Nói rõ ràng ai trả? Anh Năm trả. Dạ. Bà sao bà nói hai ba lời vậy? Dạ. Ai trả? Ôi trời, bây giờ ai trả cũng được mà. Trời, làm gì vậy trời? Không phải ai trả cũng được. Cái chầu này tôi phải trả. Bởi vì quan trọng là cái nắp phèn à. Cái nắp phèn ở đây. Là nãy giờ hai người gây lộn nhau vì cái nắp phèn á hả? Gặp trời phèn. Đất ơi, khổ ghê. Đây nè, tưởng gì nắp phèn nhà em nhiều lắm. Đây, ở trong còn cả mớ luôn đó. Muốn thì em lấy cho chơi. Từng tuổi này còn thú chơi nắp phèn. Đây nè. Thôi. Bà không đừng có tài lãnh đồ cái thứ vô duyên. Bà gỡ cái ống cống trước cái trán bà xuống đi. Cái ống cống gì trời? Trên đầu có cái ống cống ra. Khổ anh quá, anh xỉn rồi. Cái gì giờ anh sao? Xỉn con khỉ khô. Chú. Nè, trong túi của thằng Tư đó. Đây có cái nắp phén nè. Đưa tao cái nắp phén. Cái gì? Không đưa đó. Mày đưa tao cái nắp phén không? Cái gì vậy? Tao hỏi mày đưa không? Không. Cái nắp phén đó là trúng 100 triệu. Ừ thì nắp phén trúng 100 triệu đó đấy anh. Ôi. Đó đấy. Ủa mai đưa mà. Đúng tới 100 triệu bây như vậy. Mày đưa không? Trận đầu lỡ nè. Bây giờ mày đưa không? Đưa cái nắp phén 100 triệu đây. Khởi nghiệp. Bây giờ đi. Đưa đây. Ơi cái gì? Mắc mới đưa cho bà. Tôi cầm cái nắp phén trúng 100 triệu rồi. Nhưng mà mắc mới tới bà. Không, xin lỗi anh nha. Bởi vì hai anh chưa có trả tiền của em. Đó. À. Bây giờ cái nắp phén này là nắp phén của em, là tại vì bia là bia của quán em đúng không? Má anh chưa trả tiền mà đúng không? Hợp lý không cưng? Hợp lý. Đó, vậy đưa cái nắp phén 100 triệu cho em. Ủa ê vậy nếu vậy là phải chia ba đó. Chia ba là chia tao mày mẹ này. Ờ chia ba cái bốc thì chia hai, không chia dễ cái rong thằng 50 triệu. Rồi đứa của mẹ này vô đó mày thấy không? Mày nhưng mà không? Cái chầu này tôi trả. Cái chầu này cái tao. Này là cái nắp phén của tôi. Tao trả cái chầu này của tao. Nắp phén của em. Không, đây cho em. Cái gì? Bây giờ tao hỏi mà. Mày đưa nắp phén cho tao. Tao không đưa đó, mày làm gì? Mày đưa không? Tao không được. Anh đưa không? Tao đã nói tao không đưa. Trời đất ơi, anh đưa cái nắp phén đi. Trời mẹ trời ơi. Trời ơi. Cái nắp phén. Nắp phén đâu mày? Nắp phén. Mệt quá. Tao không đưa đâu. Có nắp phén cơ. Mệt quá. Thôi. 100 triệu cũng không chữa được cái bệnh tim đó đâu. Nè nắp phén này. Chạm ấy. Đâu? Đâu rồi? Nắp phén nào? Đâu anh? Nó đâu mất tiêu à? Cái nắp phén. Để coi. Lẹ. Ủa nắp phén đâu? Nắp phén nào? Cái nắp phén đâu rồi? Anh đừng. Ông lấy ông Năm. Tao lấy tới ông nội tao hả? Ông lấy cái nắp phén ở đây. Không có trong túi tôi. Nắp phén đâu? Hồi nãy là trong túi mày. Tao đè, tao giật ra rồi bệnh quá. Tao nằm sẽ lại ra, tao lấy hồi nào. Mày đừng có ăn ngang nói ngược như Năm. Tao kêu mày bằng anh á. Mày lớn hơn tao 1 tuổi. Nhưng mày xử sự gì tao kêu mày bằng thằng luôn đó. Tao đã nói không có cái nắp phén rồi mà. Bây giờ mày xét đi. Bây giờ nè, muốn xét nè. Tao đưa ra cho xét nè. Đấy mày ngồi mày xét tao đi. Xét ông trước. Mà trước khi mày xét tao là tao phải xét mày. Cái lời nói của mày có đúng hay không? Biết đâu mày giấu rồi sao? Vợ nó gặp. Xét đi. Tao xét. Đã nói không có rồi mà. Xét đi. Mày giỡn rồi lên coi. Bà xét cái gì trong đây? Coi xét có cái nắp phén trong đó không? Phén rồi đâu trong đây? Coi có không? Không có à bà. Trời ơi cái giò kia lên. Té ổng mà té. Ổng mà tội nghiệp. Chở làm sao được mà chở. Có. Vậy cái nắp phén đâu? Bên đây không có. Đây không có, chỉ có đây. Đúng rồi, qua đây. Ông xét tôi bây giờ, tôi phải xét ông. Nghe, đứng im đây. Tôi xét đi. Cho tôi phải xét đi. Ai nhộn? Hả? Ai mà? Nè, cười là cái nắp phén ở đây trong đầu hết. Tao thề với mày tao mà có lấy cái nắp phén ha. Cho tao vô nhà chá ra đường xe lật xuống ghe chìm. Vậy chứ tao hỏi nè. Ở đây có mấy người thôi? 3 người. Tôi không giữ. Ta không giữ. Ông không giữ. Vậy thì ai? Ai giữ? Hả? Chủ quán ơi. Ông xét tôi. À. Tôi cái xét ông. Bây giờ còn mình bà này. Chính xác. Nè, tôi nói cho hai ông biết nha. Trong người tôi không có cái nút phén nào hết nha. Chưa chắc.
chưa xét thì chưa biết, nhưng nè, chắc chắn phải có nắp phén. Không có nha, tôi nói là không có nắp phén nha. Nếu tụi tôi dở ra mà có nắp phén trên người bà tính sao? Bà dễ giấu lắm, cái nắp phén nó có bì lớn vậy thôi à. Bà có tin bà chối một cái là tôi gỡ con dê chó với cái cặp. Phải cần nói nhiều với bà đi, xét bà. Xét đi, ngon xét. Nè, xét đi, ngon xét không? Xét đi nè, lại đây xét nè. Móc cái nút phén này cho tôi coi. Trời đất ơi, tôi đã nói không có mà. Cái ở đây gì? Có mấy người à? Bây giờ tôi không giữ, ông này không giữ, bà không giữ, ai giữ? Để tao suy nghĩ coi. Ông nãy là mày đi tao nhậu, mẹ này là chủ quán. Đúng rồi. Rồi tao nhớ hình như có một cái giống nào đó nữa. Cái con đà đó đây nè, 1, 2, 3, 4 con đà đi. Ờ, con đà đâu rồi? Con đà đâu rồi? Ủa con đà đâu? Con đà. Ủa? Con đà đâu rồi? Mày này không có tỉnh hay rồi. Quá. Nó hốt cái nắp phén kêu mày. Hay quá mà. Dành nhau chi bây giờ để cho người ta lấy cái nắp phén người ta ăn rồi. Cái con này là nó thừa nước đục thả câu. Cũng là... ông không á. Chào tao. Bây giờ tôi nói ông nghe, đã vô tay người ta rồi, khó lấy lắm. Mày nói khó lấy hả? Xin lỗi mày nha. Tao sẽ cởi xe lận nhà của con đà. Tao biết nhà nó mà. Tao tới tao chửi. Tao chửi chừng nào nó trả thì thôi. Còn nó không trả, tao quánh. Cái thứ mà ăn đồ của người khác, cái quân đó là cái quân mất dạy. Đừng có chửi người ta nữa. Tao chửi láo hết rồi. Nó ngon nó bước vô đây. Con nè, khỏi kiếm con. Mày linh quá. Mày mà chết khỏi cần thắp nhang, chỉ cần lấy cái bịch xốp đốt cái hử cái mùi khói khói khét khét ra là mày về liền à. Tính lấy đi luôn rồi. Mà suy nghĩ cái hoành lại à. Rồi đây, con mời chú vô đây. Mời chú. Mời chú xuống đây ngồi, con nói chuyện. Dạ. Trả nắp phén. Giờ muốn trả nắp phén không? Bây giờ chú ngồi đi còn con nói chuyện chú. Mày trả tức là tao ngồi sao? Không, bây giờ chú ngồi trước đi rồi con trả cho chú. Ngồi đi. Tao mà ngồi mày không rã là mày chết. Rồi, con mời chú tao. Con nói thiệt với mấy chú nghe, con tức trong lòng dễ sợ, con hoành lại đây nè. Con nói chú nghe, con không phải là con hổn gì, nhưng con thấy cái tình cảnh này con chịu không có nổi. Mình ăn nhậu trong bàn nhậu nó đã xấu rồi, mà mình chửi nhau nó còn xấu hơn. Huống chi là bạn bè mấy chục năm, rồi đè nhau ra vậy đó, đánh nhau giành có cái nút, rồi người ta nhìn vô người ta cười mình rồi sao? Đây, con ở đây, tức lắm. Con hoành lại đây nè, con không có ai muốn ăn giọng gì trong này đâu. Con nói thiệt, đây cái nút của mấy chú đây nè. Đây, con giữ nè. Đó, mấy chú tự chia với nhau đi. Còn con hả, con đi chẳng thà con nghèo, con tự đi làm được, con đi làm con cóc ngậm đồng tiền ngày kiếm 200 con sống cũng được. Trời ơi. Thôi, mày lấy đi Tư nha. Ông giữ đi. Ông giữ đi để ông nghe chửi cái nó cho nó thấm. Thôi, mày giữ đi. Thôi, ông giữ đi, tôi không giữ đâu. Tiền bạc mà, phù du lắm. Mày không giữ hả? Không. Mày giữ không? Thôi khỏi. Mày lấy không? Thôi vậy tao gắn lại vô đây vậy. Về đi. Thiệt, nó nhỏ nhỏ mà nó nói nghe thấm thiệt. Anh em mình mấy chục năm rồi anh Năm. Mới vừa rồi thôi. Tôi còn muốn cho anh mượn tiền. Tôi không có lấy lời anh nữa mà. Tôi tham lam gì ba cái đồ này. Tại sợ sai xỉn rồi này nọ anh em bỏ mất thôi. Nói thiệt, tiền ai thấy không ham. Nhưng đều nó phù du lắm anh ơi. Có này hết mai bình thường. Biết mừng biết ăn á, nó còn chưa tồn tại. Ba cái đồ trúng phù du này giữ được bao lâu? Mày nói vậy ta hiểu rồi. Thôi, bây giờ đó, hồi nãy anh nói cái đó anh khui ra, anh tự xử nó đi. Thì mày kêu tao tính ha? Anh tính đi. Thì tôi tính như vậy thì sau giờ cái nắp phén này trốn 100 triệu chia làm tư. Tao, mày, bà này với lại con đà. Cái xe cũ tao bán cũng được 5 triệu. Thì thôi trong vụ này thì tao lấy 20 tao. Rồi tao cộng 5 triệu tao đủ chiếc xe rồi. Tao lấy vậy thôi. Anh không có tiền.
anh nói câu đó anh lấy có hai chột à, anh tính luôn cả cái tiền xe cũ của anh để anh bù vô anh mua cái xe mới anh chạy. Ừ, tôi là cái thằng cũng còn được chút đỉnh, tôi muốn cho anh mượn, không lẽ tôi cầm 25 triệu này sao? Thôi tôi lấy ở trong này 5 triệu để lấy lộc thôi. Rồi biếu bà Út nhỏ 5 triệu thôi nha. Với lại con đà, cho con đà. Ôi, cho con đà 5 triệu, mày đừng có đi làm con công nữa, tội nghiệp lắm con, nằm chồm chồm vậy nhìn tội nghiệp lắm. Nhớ để làm vốn bán vé số nha, không có được đi sửa tầm bậy tầm bạ mơ mốt bệnh chết nha mày. Dạ vậy con cảm ơn chú. Bây giờ 20 bên anh đúng không, bên tôi 5 là 25, bên này là 30, bên này 35, là còn dư 65. 65 triệu anh giải quyết luôn. Tao cầm 65 triệu đó ra bến xe ôm chỗ mà anh em mình chạy đó, mấy anh em còn đang khó khăn tao hỏi, rồi tao sẽ chia cho mấy anh em đó mỗi người 5 triệu là bình thường, ai khó khăn thì hơn chút đỉnh. Cái gì? Hả? Ôi, chú tư. Anh mới nói cái gì? Tao anh nói cái này là còn 65 triệu anh em chia hết cho mấy anh em sao luôn. Sao tao chia? Đúng không? Đúng. Bắt cái tay rồi. Trời. Vậy mới đúng là ông Năm. Trời ơi là trời. Vậy mới là ông Năm nè ông. Hồi xưa đó anh là dù khó khăn nhưng mà khi mà ở trong xóm trong làng có ai có chuyện gì khó khăn anh vẫn giúp đỡ như thường. Nè. Tới giờ này anh cũng đâu có tham, nhưng mà tại vì sao? Tại mình sợ. Thôi đây mới là anh Năm của tôi. Vỗ tay cho hai anh em. Mình vô. Bói với toán ế thiêu ế chảy, chả có ma nào mà nó coi mình coi cho mình thử thế nào. Còn bao nhiêu phần hụi chết chả có tiền mà đóng, mấy tuần nay toàn mì gói không quá. Lại còn ôi giời ơi. Chào Cúc. Ôi trời ơi, hên thế nhỉ. Bonjour mon cher. Hả? Excuse moi, bonjour madame. Tại vậy mà kêu mon cher. Tại vì cơ thể nó vững chắc, cứ tưởng là đàn ông. Mời vào. Dạ. Mời vào. À này nhá, trời ơi cô Út coi như là thanh toán tất cả mọi việc này nhá. Nào tình duyên, gia đạo, sự nghiệp, công danh, số đề, football, food stamp, tất cả. Cô cho mượn mấy đồng lẻ đi ra một chút xíu cô. Cái gì vậy, sáng sớm mà mượn tiền lẻ là sao? Không phải, gửi xe đặng vô cô bói. Ơi giời ơi, thế mà không nói. Cái gì chứ, lẻ là út nhiều lắm. Đây, bốn cái qua đờ đấy. Đây. Cảm ơn cô Út nghe. Vâng. Ôi giời ơi, bà độ rồi đấy. Tướng cái con mụ này cơ bộ có tiền đấy. Ai con lạy bà ở trên ngàn, thương con đệ tử trần gian bà về. Xá lầm, xá lú, xá mê, con mà trúng mánh thì con thề con ăn chay. Hello. À, búp coi bói đấy à. Trời đất, mời ngồi. Trời đất ơi, khổ quá. Cái sổ tôi búp kín là 6 tháng rồi, không có thì giờ đâu. Hả? Vâng, tôi biết ông là bạn của bác sĩ Dũng đỡ đẻ. Vâng, thì bác sĩ Dũng là đỡ đẻ cho em đấy. Không, hồi sanh con đầu lòng thì em làm gì đã có chồng. Chờ em tí nhá. Thôi được rồi, em có một người khách là mới cancel đây. Em nhét bác sĩ vào chỗ này nhá. Thôi được rồi, vâng, cảm ơn nhiều. Còn cái ông dược sĩ phải để tháng sau mới được cơ. Cảm ơn, bận lắm, vâng. Cô Út đắt khách quá, cô Út ha. Mà đàm biết không, trời ơi, bận vô cùng lắm. Sao bây giờ mà đàm hôm nay vô làm cái gì đây? Mà đàm đừng có nói nha. Mà đàm để tôi nói, tôi mà đoán sai, tôi bỏ nghề ngay. Dạ, nhá. Cô Út cho mượn cái phone chút xíu. Mà đàm là cái họ gì mà cứ mượn suốt đây, vâng. Ê, dân si. Ha
Sao không kêu vậy cô? Ở iPhone con nít nó chơi làm sao mà kêu được hả? Trời ơi, không không dạ. Nói, cái phone này là phone đặc biệt. Đây này vừa mới nó cong téo lên rồi đây này. Đời mới hả cô? Người ta gọi vào được, mình gọi đi không được. Lạ cô ha. Digital đó thế dạ. À, thôi thôi bỏ nhạc. Dạ. Thôi bây giờ chúng ta vào việc nhá. Dạ. À, bây giờ này, tôi mà đoán sai đó, tôi bỏ nghề ngay nhá. Dạ. Hôm nay có phải là Madam đến đây coi về chuyện tình duyên không? Tình duyên tôi tốt đẹp lắm, vừa có chồng mà vừa có kép nữa. Ơi, thế không phải là chắc là coi về gia đạo rồi. À, không, gia đạo tôi trên thượng dưới hòa. Thế chắc chắn là lại coi về sự nghiệp chứ gì? Ôi, tôi có 2-3 tiệm nail, làm gì có cần tiền, không cần tiền. Đến với thầy bói mà cứ vui vẻ với lại nhiều tiền thì đến làm cái con mẹ gì không biết là khổ thế. Không dám gì, nhờ cô Út coi giùm gia đạo. Á, à, quên, công danh. Tôi cần công danh. Trời ơi, tôi muốn được nổi tiếng. Tôi muốn người ta, khi mà tôi ra đường người ta phải nhìn tôi, người ta ồ lên. Mỗi lần thấy tôi, người ta lái xe, người ta dồn quẹo ở đây, đụng xe râm 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 tôi mới chịu. Cái đấy thì nó dễ quá. Dạ. Yeah. Hôm nào mà Madam ra đường đấy, quên mặc quần áo là người ta nhìn ngay. Ủa phải chơi chứ. Em không mặc quần áo vui lắm. Thôi đấy, nói chơi thôi, bây giờ chúng ta vô vấn đề nha. Cho nó đâu ra đấy nha. Thật sự tôi đấy, là tôi làm nghề cứu đời. Dạ. Không bao giờ có cái gì, có như là cái gì chuyện tiền bạc là không bao giờ có tôi. Lúc nào cũng cái bảng con này đấy, cứu nhân độ thế. Nhưng mà cái bảng này nó không quan trọng bằng cái bảng này. Biết rồi, cứng nhiều, phước nhiều hả? Cái gì? Cứng nhiều, phước nhiều hả? Cúng. Chữ cúng cái gì kỳ vậy? Chữ Hán nó viết nó vuông vuông như thế, đừng có đọc bậy bạ. Ồ dạ. Đấy. Dạ. No problem. Đấy. Cái gì đấy? Cái bóp. Cái bóp để đấy à? Tiền. Hèn chi lúc nãy ma đàm vào em thấy hào quang sáng tỏa ngay đấy đấy. Dạ. 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 Bây giờ cho em gửi tiền cốt ha. Đấy. Tôi giận bây giờ đấy. Tôi bảo tôi làm nghề cứu đời. Dạ. Đây Lộc Thành, dạ tổ nghiệp, dạ con Lộc Thành của con, dạ dạ tổ dạ. Rồi thôi, dạ. Con hưởng tí lộc thừa dạ. Thôi. Đấy, dạ, giờ bắt đầu nha. Bây giờ cho tôi coi cái tay nha. Nam tả nữ hiếu, nam hiếu hiếu. Dạ, dạ, đây này, đây nha. Sao thế này? Dạ, sao cô? Hồi đầu ở dưới cô. Trời đất ơi. Dạ. Mà Đàm nghe tôi nói nha. Sao cô? Thế giới này chỉ có 3 người có bàn tay đặc biệt như thế này. Ai vậy cô? Người thứ nhất á, dạ. Là Từ Hy Thái Hậu. Có biết Từ Hy Thái Hậu là ai không? Không. Là Phan Nghiên Tử đóng trong phim Bộ Hồng Kông đây. À, Phan Nghiên Tử, tôi biết. Dạ. Ừ. Người thứ nhì đấy, dạ. Là Nam Phương Hoàng Hậu. Có biết Nam Phương Hoàng Hậu là ai không? Cái bản sử chứ không biết gì cả. Nam Phương Hoàng Hậu là vợ Tưởng Giới Thạch. Ồ, nhớ rồi, không phải Tưởng Giới Thạch mà là Nam Phương Hoàng Hậu vợ của Vua Bảo Đại. À, thì cứ nói chung là vợ của các ông to cả. Dạ, nào cũng được, dạ, dạ ai cũng được. À, còn người thứ ba là bà Ngô Đình Nhu. Tôi nghe quen vậy. Trời ơi, bà Ngô Đình Nhu là vợ ông Ngô Đình Nhu đây. Oh, yeah. Ừ. Ồ, còn cái bàn tay thứ tư biết là ai không? Ai của ông, ai? Chính là bàn tay của Madam. Trời ơi, Trey biết. Trời ơi, cô hát nó quá trời là hay luôn. Ừ. Không thể tưởng tượng được. Dạ. Cứ mỗi lần mà Madam thêm dạ, dạ đây. Mỗi lần Madam vỗ mông đời em nó cứ sáng chói. Dạ, cũng tổ già, dạ cũng tổ. Cảm ơn nhá. Dạ. Trời ơi, duyên dáng quá, xinh đẹp quá. Dạ bởi vậy, em đẹp phải không cô? Răng đều lắm. Em sang trọng hả cô? Ừ. Trời ơi, vậy mà thằng chồng em mỗi lần em nó gặp em là nói đồ đàn bà nhà quê. Tại sao thế? Nó nói em đồ vô duyên. Ừ. Nó nói em đồ đàn bà ăn to nó lớn. Cọc cằn thô lỗ. Hỏi cô, em có cần thua lỗ bao giờ đâu. Trời ơi, nói gì mà la nó lớn. À, nhẹ nhàng lắm. Trời, trong lúc thằng kép em á hả. Mỗi lần em cho tiền nó á, cái nó nói em dễ thương nhu mì, nhỏ nhẹ đoan trang thùy mị. Nó nói em có số mệnh phụ phu nhân. Còn thằng chồng em á, nó nói em mệnh phụ phu xe. Cúc với ai đúng hay sai? Thằng chồng đúng. Hả? À, không, thằng kép. Thằng kép thông minh đúng quá. Thằng kép em cũng mắt nhìn đời mà. Đúng rồi, thằng kép nó nói tướng mệnh phụ phu nhân là đúng rồi. Đúng. Bởi vì trông phú quý lắm, đưa tay tôi coi tiếp đây. Cho. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái đường Lindersang, Lindersang. Đường gì? Cái đường may mắn á. Ồ. Mà vì hồi xưa là tôi là học chương trình Tây.
học Marie Curie ở dưới Châu Đốc đấy. À? Cho nên như là nói toàn tiếng Tây. À dạ. Có biết ăn rau muống xào tỏi bao giờ đâu, chỉ biết ăn rau muống xào thịt bò thôi. À. Với lại bánh cốt xăng thôi. À, dạ. Trời ơi, cái đường ly đường xăng tức là cái đường may mắn. Tại sao nó lại, ôi giời, sao nó chui dài thế trong đây đây? Thèo. Thèo mới hút mỡ xong. Trời ơi. Kỳ quá. Kỳ. Hàn chi. Bàn tay thon thả quá. Dạ. Trời đất ơi, cái đường ly đường xăng tại sao nó cua một cái vòng cua đờ sắc như thế này? Là sao cô? Nhà ở cua đờ sắc còn có giá huấn chi là bàn tay của ma đà. Dạ, trời, cái bàn tay này phú quý kinh khủng lắm. Chắc chắn là ông nhà sẽ làm lớn để bà mà đàm hưởng lây. Lớn gì cô Út ơi, chồng em bây giờ đâu có làm lớn. Chứ làm cái gì? Thổi kèn cho ma nhạc lắm mà. À, không sao. Dạ. Bill Clinton thổi tò tí te mà còn làm tổng thống Mỹ kìa mà. Dạ cô. Dạ. Trong tương lai chồng em sẽ làm tổng thống hả cô? Đấy. Ê, quá sẽ tưởng tượng rồi. Nhưng mà làm lớn rồi đấy. Dạ. Cái hột xoàn nó lại bé quá, lại không xứng. Hôm trước tôi đoán cho cái bà kia đoán hay quá, mới rút hột xoàn nó tặng tỏ liền đấy. No problem. Chuyện nhỏ. Dạ, cúng tổ, dạ, cúng tổ lòng thành của con. Cô biết hôm mới đây nè. À, hả? Hột xoàn tấm thì cũng hơi khó bán đấy. Có sạch không? Sạch lắm, chút xíu, bỏ chút xíu than thôi à. Hột xoàn tấm mà có tí bọt tí than thành hạt é mẹ rồi. Sao? Chỉ có chuyện nhỏ. Mới đây nè, em mới cho thằng ghép em một hột xoàn 3 carat. 3 carat? Chuyện này là chuyện nhỏ, 3 carat còn dám cho kép em mà. Thế à? Bởi vậy cho nên nó ôm bàn tay em lên, nó hung. Nó hung nó còn hát: bàn tay nắm ngon em vẫn kêu sao. Mà đàm chắc có học cái lớp coi như là cái lớp opera thì phải. Không, ôm bây vô, người ta ra em vô. Trời ơi, vui tính quá nha. Yeah. Tôi nhá, bây giờ khí sắc là thông lắm. Yeah. Rồi nhá, phú quý giàu sang. Yeah. Lắm rồi. Bây giờ có nghĩa là mỗi tuần tới tôi một lần, khí nào. Yeah. Nghẹt tôi thông hết cho. Dạ. Yeah. Bây giờ hẹn cô đúng qua tuần sau ấy, em tới cũng thông khí cho em ha. À, yeah. Trời ơi, bài gốc ha. Tuyệt vời, sang trọng quá đi mất thì thôi ạ. Excuse me. Oh. Hola amigo. Gì vậy mẹ? Tự nhiên hola amigo. Thôi chết, cô Út tưởng là mẹ. Trời ơi. Nhìn mặt giống mẹ thôi, mời vào, mời vào coi bói. Mặt ta gì hổ mẹ. Mời vào, mời vào, mời vào coi bói. Hết sức kìa. Mời vào nha, trời ơi. Này. Hôm nay bà đỏ mắt khách quá. Này, bây giờ ngồi ngồi yên nhé. Dạ. Để cho Út nói. Dạ. Út nói sai, Út bỏ nghề ngay. Dạ thế. Có phải đến đây vì chuyện tình duyên không? Trời ơi, hữu hồn mà. Út nói đúng quá. Cô nói thiệt với Út nha, cô đang đau khổ lắm Út ơi. Sao thế? Út biết sao không? Hồi năm ngoái á, cô có về Việt Nam, cô có thương một người, rồi cô tìm cách lãnh sang bên này. Đó, lãnh sang bên này rồi lúc đầu sống hạnh phúc lắm. Cái cuối cùng mới tuần rồi kìa, cô dẫn đi sổ lỗ tai. Cái bị khác sổ lỗ mũi đi luôn rồi. Trời đất ơi, đàn bà gì mà sao lại bạc tình bạc nghĩa thế nhỉ? Hả? Út nói ai vậy? Thì cái cô vợ mà ông rước từ Việt Nam sang đây. Trời ơi, hú hồn. Người ấy không phải đàn bà, mà là đàn ông. He's a boy, very strong man. Nhưng mà cô nói thiệt với Út đó nha, cô còn thương, cô còn khổ. Chứ con hết thương mà chảnh với con hả? Xin lỗi Út à, tạt nước trôi phấn thôi nè, không hay á. Đừng chảnh với bà. Cái tướng ngu ngoa ngu ngoài Út chóng mặt quá. Xin lỗi Út nha, coi vậy chứ chị cũng man lắm mà. Thôi được rồi, chị men vào đây, chị men vào đây. Đây, vào đây. Này, đàn bà thiếu gì không yêu lại đi yêu đàn ông, chán lắm. Trời Út ơi, đàn bà thương đàn ông là xưa rồi. Thời buổi bây giờ là phải đàn bà thương đàn bà, đàn ông thương đàn ông. Đó mới là fashion. Út ơi, Út có coi Thúy Nga Paris không? Có chứ, coi nhiều lắm. Ai cũng khen Nguyễn Cao Kiều Duyên đẹp mà dễ thương hết á. Nhưng mà con đâu có kết. Con kết người khác.
Dạ con kết Nguyễn Ngọc Ngạn. Này, tôi nói thật nhá, tôi thấy cái ông Ngạn vừa già vừa lẩm cẩm mà kết làm gì. Trời ơi, Út đừng coi thường ổng nha. Ổng già mà lẩm cẩm nhưng mà đầy kinh nghiệm. Nhưng mà nói chơi dốt thôi. Trường hợp Nguyễn Ngọc Ngạn là trường hợp ngoại lệ. Ổng thuộc dạng lão ngoan đồng rồi. Ôi giời. Còn cỡ con hả? Vớt Hồng Hài Nhi không à? À thế à? À thôi bây giờ Út ơi, Út coi giùm con. Út ơi, nãy giờ nói chơi hoài con khổ quá Út ơi. Coi thì dễ thôi, bây giờ coi tình duyên thì cái trước tiên là phải coi công danh. Dạ. Công danh mà nó lên vùn vụt thì không phải một boy mà 100 boy nó cũng bám. Vậy hả Út? Nhưng mà trước tiên coi ấy thì có biết xứ Mỹ nó có cái gì hay không? Xứ Mỹ sao Út? Xứ Mỹ thì no money thì no talk. À ha, no money no talk. Dạ tiền nhiều thoát nhiều, tiền ít thoát ít. Très bien. Dạ, con hiểu rồi Út ơi. Cash only nha. Ủa, sao vậy Út? Út sợ khai thuế lắm. Con biết mà Út. Đồng hương mình với nhau mà kinh nghiệm lắm. Rồi. Dạ Út nhận giùm. Rồi, cái này tổ nha, tổ chứ phải Út nha. Dạ, đấy, dạ. Kiếm nhân độ thế thôi. Thôi nha, bây giờ bắt đầu nha. Dạ. Bây giờ nhìn thẳng vào mắt cậu em. Dạ. Tôi đoán ngay thế này, ở ngoài đời có hai tên phải không? Không có đâu Út ơi, từ nhỏ tới lớn có một tên nè. Phải, chắc chắn là phải có hai tên. Dạ không có một tên nè Út ơi. Thế bây giờ tôi hỏi tên gì? Dạ Cẩm Hường. Thì đúng rồi, tên Cẩm với tên Hường không phải là hai tên Cẩm Hường à? Trời ơi Út, hay dễ sợ hay dễ sợ. Rồi bây giờ đoán vào công danh nha. Dạ công danh Út. Bây giờ là phải xòe tay tôi coi, tôi đoán về công danh. Dạ. Nam tả nữ hữu. Dạ. Nam tả nữ hữu. Còn cái này nam nữ. À, cái này à, chắc thuộc về ba dọi thôi, đưa mẹ hai tay đoán luôn. Sao thế này? Trời đất ơi, con sắp đài không? Trời đất ơi, tôi nói cái này lắng tai nghe nhé. Dạ. Thế gian này có ba người có bàn tay đặc biệt như cậu em. Trời ơi, dữ vậy không? Người thứ nhất là hoàng đế Napoleon. Dạ. Người thứ hai là tổng thống Kennedy. Dạ. Người thứ ba là Tưởng Giới Thạch. Còn người thứ tư có biết là ai không? Dạ ai vậy Út? Hả? Người thứ tư là tôi phải không cô Út? Trời ơi, Madam. Tính đi chạy tới gọi Madam tới đây đây này. Gì, cô đang moi tiền thêm hả cô? Bây trời, Út chỉ làm nghề cứu đời thôi. Yeah. Nhưng mà hôm nay đây nhá, tự dưng Út hôm nay đúng là thiên duyên tiền định. Tự dưng coi bói hai người khách lại có hai cái bàn tay như thế này. Trời ơi, cái đường linh đờ răng nó kéo dài, nó nhập vô thành một cái đường linh đờ cơ. Mà nhập vô thế thầy hợp á, mà có một cú sét ái tình thì người ta gọi là l'amour superien. Trời ơi, hai bàn tay nào mà kết hợp là hạp lắm nha. Hai người mà kết hợp với nhau có chi bằng là hoàng đế Napoleon mà kết hợp với lại Từ Hy Thái Hậu. Tây mà kết hợp với Tàu á, chắc đẻ ra con lai xinh lắm. Trời ơi. Nghe nói thì cũng ham, có điều phải lúc bỏ thằng chồng với thằng kép cũng uổng. Mà mấy cái hệ kia rành quá rồi, dành đổi hệ chết luôn. Trời ơi, Phúc này kỳ thiệt nha. Hồi nào giờ mình mê đàn ông không à. Tự nhiên hôm nay gã gái cho mình à. Nhưng mà nhìn tướng mẹ này cũng giống boy lắm. Ok, let me try. Vậy thì Napoleon xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh croissant được không? Không, Từ Hy Thái Hậu không thích croissant. Từ Hy Thái Hậu chỉ thích bún riêu à. Bún riêu mà để mắm tôm nhiều nhiều Từ Hy Thái Hậu mới chịu đó. Vậy hả? Thích thì chiều. Vậy xin mời Từ Hy Thái Hậu đi ăn bánh bún riêu. Ok. Trời gì vậy mẹ? Thô bạo vừa phải thôi chứ. Da người ta mỏng dánh xôi vậy hả? I'm sorry. Sí. Go. Con lại hôm nay con...
Hôm đã qua phương nở về quê ghé thăm nhà em. Em như con chim nhỏ chạy quanh nếp sau chân xem, lặng thầm nhìn anh đăm đăm, rồi thẹn thùng che mắt biết bé nay không còn cô bé như năm nào. Em đã lớn thật rồi. Trời ơi, con gái của mẹ. Trời ơi, có dễ thương không? Con gái của em đó mà được cái đó làm ca sĩ, tự hát tự minh họa vậy đó. Má nè, sao hồi nãy con hát gì? À, dạ con như con chim nhỏ. Mày mà con chim nhỏ gì? Giờ mày như con chim điên vậy đó. Cái game mà An Rebus thiết kế dành riêng cho mày đó con. Hát ra hát diễn ra diễn đàng hoàng, hiểu không? Mà tao để ý nha, mỗi lần tao đi chợ về đụng mặt tao là mày hát lên nè. Ý nó giọng ca mày cạnh tranh với tao phải không? Khi dễ tao hát không lại mày phải không? Xin lỗi con nghe, mẹ biết hát nha con. Hôm nay hôm nay em đã thành nàng con gái xinh thật xinh. Mày đá con mắt qua chỗ khác nghe không? Nghe không? Ý là mày thò lỏ ra là chê má hát dở phải không? Đôi môi em thơm nồng làm anh ngẩn ngơ trong lòng. Để rồi làm sao em quên lần hẹn hò anh đã đến. Nín đi! Hát thấy bật gốm. Con nhỏ hát hay chừng nào bà thấy gốm chừng nấy à. Hát vậy mà cũng đi hát. Ông xong kỳ cục quá à. Không có tôn trọng tôi xíu nào trơn trọi á. Nó là ca sĩ thì giàu gì tôi cũng là má của ca sĩ mà. Nó hát hay là hưởng ké một phần giọng của tôi đó. Ké cái cù loi, nó lấy hết giọng của bà thì có. Thôi má hay bà không còn một chút giọng nào luôn. Ông xong nói năng kỳ cục vậy. Kỳ cục gì? Mày thấy ông nói tao vậy đó. Bà, con thấy má không? Hát cũng hay hen. Cái thái độ với cái lời khen mày không khớp nhau đó. Khớp chứ xong khớp nó từ khen. Cái ngầm sâu trong lòng nó là nó coi thường tôi rồi. Có ai khen mà thà là khen hay hay là chê dở. Nó khen mà cũng hay với hen. Đó hay hen là đúng rồi đó. Nó khen bà hen là xỉn đó. Bà hát như hát bị xỉn vậy đó. Hai cho con thôi nghe. Nè, ca sĩ đó đừng coi thường mấy người hát dở nghe con. Hát dở tồn tại trên đời là để tô điểm cho những người hát hay. Hát dở tao mới hát ở đây. Hát hay tao hát chung với mày bên Thuyên Nga đó. Karaoke mở phà phà là nhờ những đứa hát tại nhà như tao, hiểu không? Được cái miệng không? Được cái miệng không à? Tôi nói bà, tôi hỏi bà, bày đâu sáng giờ? Nhắc mày nhớ. Tôi để vô kiếm gì nấu cơm, đi chợ sớm mơ giờ đó. Bà đi chợ gì giờ này bà mới về? Thấy không? Cứ mỗi lần vợ mình đi chợ về nói làm gì giờ này mới về. Tôi đi mới có chút xíu hà. Bà đi hồi 6 giờ đó. Thì 6 giờ. Bây giờ mấy giờ rồi? 6 rưỡi. Mới có nửa tiếng đồng hồ mà. Mà nhắc vụ nửa tiếng mới tức. Mới ra chợ nói chưa được mấy câu, chưa lựa được gì trơn trọi á. Ban quản lý chợ nói thôi về đi chị, đi lâu quá rồi. Có nửa tiếng làm gì lâu dữ vậy? Nó đuổi bà là đúng rồi. Mắc gì đúng? Bà đi hồi 6 giờ AM, bà về hồi 6 giờ rưỡi PM. Thời gian trôi lẹ dữ vậy đó hả? 12 tiếng đồng hồ đó. Ủa, tôi chưa có lựa được gì trơn trọi á. Lo nhiều chuyện không chứ vậy? Ê, đừng có chửi tôi nhiều chuyện nghe. Tánh tôi nào gì không có biết nhiều chuyện. Chứ tôi lịch sự, vô chợ gặp ai cũng hỏi thăm. Mà nay xui, chợ đông người quá hỏi hoài không hết người đó. Bởi vậy tôi nói rồi, bà đâu có nhiều chuyện. Một chuyện mà bà hỏi nhiều người. Bà, thôi nghe. Má của con á không bao giờ đi nhiều chuyện nha. Cảm ơn con. Con khen rất giả tạo nha con. Ngộ ha. Tao hiểu tánh nết mày quá mà. Hả, ba mày đấm á là tới mày xoa. Kết hợp quá mà. Khoan, bước ra đây. Gì nữa? Muốn làm gì nữa? Xòe bàn tay điếm ngón tay lên liền. Chi? Trời đất ơi, bữa nay mày đặt
sơn cái gì mà nốt nhạc không ha. Cái bàn tay tưởng nó cái đờn piano không đó. Ai làm đây? Dạ ai treo. Gì? Ai treo mày lên hả? Dạ không, ai treo biêu đi. Đã treo sao còn biểu đi nữa? Treo sao đi? Không má ơi, ý con nói á là I Chill Beauty, thương hiệu không thể thiếu, chuyên về các sản phẩm của ngành nail. À, I Chill Beauty. Hồi sáng ra chợ, không mua đồ ăn chứ mua sơn móng tay. Trời. Đây nè, I Chill Beauty, nổi tiếng lắm nghe con. Sản phẩm coi như là đa dạng, chất lượng hàng đầu, giá cả ưu đãi đó. Đó, vậy mà cũng là nó. Hả? Mấy cái sản phẩm mà để sơn móng tay, sơn móng giò rồi đó chứ vậy. Đúng rồi, mà khoan, bữa nay á, đi hát, đáng lẽ đi hát phải sơn cái mỏ, mắc gì sơn cái móng tay. Mà nay ngày thường ta thấy mà bất thường dữ lắm, không có đi hát nha, đi hẹn hò với trai phải không? Dạ. Thằng đó giàu hay nghèo? Dạ má. Nó đẹp hay xấu? Dạ. Mà cái này quan trọng nè, nó trai hay bóng? Trời. Ba má yên tâm, vừa đẹp vừa bóng. Hả? Vừa đẹp vừa bóng là cái gì? Oh my god. Beautiful gay gặp beautiful girl. No đẻ. Không. Khoan. Bữa này mắc mớ gì tới cái chỗ beautiful gay ông dòm của tôi. Ý còn nói tôi gay hồi nào? Tôi không hề gay. Bà gay lộn đó. Cái gì? Bà gay lộn đó. Ờ gay đó thì có. À. Ý con nói, nói bà gái đẹp trai vừa bóng bẩy. Cái gì? Vừa đẹp trai vừa bóng bẩy. Thôi quá ngon rồi còn gì nữa. Con đi nha, con đi nha. Cái gì? Con đi. Mày làm gì gấp vậy? Để cho nó đi đi. Thôi chứ đợi anh đợi lâu anh bực. Anh chia tay con á. Con đi nha. Đi đi con. Ê ông, cái tình yêu ngu ngốc vậy. Tiện bồ để lâu cái bực cái bỏ à. Dạy trai dễ sợ. Bởi vậy nó không có giống tôi. Gì? Tôi nói nó để dạy trai, mắc mới gì không giống ông. Nó không có giống tôi. Sao vậy? Hồi xưa bà cũng dạy trai đó, mà tôi còn ngu tôi lấy bà đó. Ông có phước lắm mới gặp được tôi đó. Phải. Tôi nhìn cái hàm răng bà tôi ấn tượng mà tôi lấy đó. Lấy cho bỏ ghét chứ không làm gì. Xin làm lỗi ông nghe. Ông phải tận hưởng cảm giác lãng mạn khi hung tôi đi. Trời ơi. Mỗi lần ông hung tôi là ông đang tham quan Động Phong Nha đó. Bởi cả đời á, ai rủ tôi Động Phong Nha có đời nào tôi đi đâu. Nói trong đó trời ơi thạch nhũ đẹp lắm. Dài dài xuống về tôi sợ. Tôi thấy là dừng chỗ nãy được rồi nghe. Nói nữa tôi rút răng phóng nát mặt ông đó. Thôi tôi nói cho bà nghe nè. Bà vừa vừa phải phải thôi nha. Chứ bà ăn rồi bà cứ gặp ai bà cũng chửi người ta. Nói bà là thánh chửi luôn á. Thôi ông ơi, thánh chửi gì. Cái tâm tôi lành, bị cái miệng hay hổn thôi. Gì nữa đây? Nó mới đưa tới hồi sáng á. Giấy đòi tiền nhà. Cũng con mẹ lấy đi bơm ga nữa phải không? Bà đó. Bên nay bà đặt gửi giấy đòi nợ nữa. Bộ liệt cái gì ông giác sát xuống đây đòi. Đó chửi nữa. Chửi cái gì? Thiếu cũng thiếu mấy tháng rồi chứ bộ mới thiếu đây hay đòi giật xuôi giật ngược. Đòi từ lúc mà mới mượn được tới lúc chồng chất tiền lời. Đòi từ lúc mà còn sống ở trời đời trên đời tới khi xuống lỗ. Cái gì cái thứ keo kiệt thấy người ta khổ mà cũng còn đòi. Cái vụ đòi được rồi đó. Về nhà cũng ăn cơm ăn cá. Bộ ăn giấy được cơm hay gì đâu hoài vậy. Đồ cái thứ gì tao nói thiệt luôn á. Nè nghe không? Cái thứ khi ngữ này nè nghe không? Mình đòi một lần thôi, thấy người làm lơ thì phải bỏ. Lúc anh nợ nó còn nhỏ thì mình đỡ đau lòng. Bây giờ nợ dài lòng thòng mình trả mình thấy tiếc lắm. Nói một lần là phải biết. Bộ điếc gì đâu hoài. Tôi còn sống tay làm hàm nhai, đâu phải là sống nay chết mai mà đòi cho gấp. Lúc mới lãnh lương á, lãnh tiền một sắp không thấy qua đòi. Chơi vô lách hết rồi cái quả kêu trả nợ. Trời đất ơi. Đồ cái thứ đòi nợ này nghe, đòi nợ mình lì mà dai vậy đó. Nửa đi á, không được lên thiên đàng đâu. Chàng rạng với địa ngục đó. Mà không phải từng 18, đáng xế từng 19 cho bà ở rồi đó. Tôi lại bà thánh luôn á. Gì vậy? Bà là thánh chữ là đúng rồi. Bà chữ từ Việt Nam qua tới Bôn Sa.
bà chửi từ Atlanta qua tới Los Angeles. À, bà chửi từ Los Angeles, bà chửi qua tới Orlando, search lên Google là thấy con quỷ Minh Dự. Tôi khác nha, con Minh Dự cái miệng nó hổn, tôi ghét nó lắm. Bây giờ bà không với nó không khác gì hết, bà search lên, bà lấy cái hình của nó, bà đưa ngang cái hình của bà, hai hàm răng y chang. Tôi nói thôi, mình bỏ qua vấn đề đó đi. Bây giờ giải quyết cái vụ mấy tháng tiền nhà người ta đây nè, tôi rầu gần chết đây nè. Bà ăn bà chửi hoài. Tôi nói thiệt với bà, mắc nợ thì bây giờ như tôi nè, mắc nợ 1.5 tháng tiền nhà. Tôi năn nỉ người ta, tôi xin người ta cho liền. Trong khi đó bà chửi người ta không à. Ông hay quá, trời đất ơi hay quá, làm như giỏi lắm vậy. Xin lỗi ông nghe, ông quỳ ông lại ông năn nỉ bà. Bà cho ông thiếu thêm còn 1 tháng hả? Nhờ tôi chữ nè, bà trốn 4.5 tháng rồi đó. Bà bây giờ là nói ở bên mà cái trung tâm mà phẫu thuật màng nhĩ đó. Nghe thấy không? Sợ tôi chửi quá, đâu có dám qua nữa. Gửi tờ giấy, mượn tờ giấy nói chuyện với tôi, làm gì dám dắt mặt qua đây nữa. Hai vợ chồng có nhà không? Quen quá. Giọng bà lady bông gà đó. Qua đây chi vậy? Đòi nợ chứ chi. Giờ bà nhắc linh quá mà. Cũng tại ông không á. Bà chứ ai. Giờ sao? Bây giờ. Giờ sao đây? Trốn đi. Không. Hả? Tôi với bà phải làm cái gì bà vô bà nhìn thấy sợ là bà tự bà bỏ bà đi. Làm cái gì bà thấy sợ hả? À. Bây giờ sao? Bà nằm ngửa ra đi. Cái gì vậy? Nằm ngửa ra đi. Tự nhiên bắt nằm ngửa. Nằm ngửa ra đi. Cái gì vậy? Nằm im. Mắc gì nằm ngửa? Nghe lời tôi nằm im. Nằm im. Không có đòi ngang xương vậy được. Cái gì vậy? Nằm im. Hả? Giả bệnh. Gì? Giả bệnh. Nằm ngửa giả bệnh hả? À. Hụt hẫng quá. Giả bệnh. Hàm hố nha. Bệnh gì? Bệnh gì gần chết là được. Bệnh gì gần chết trời. Cứ bệnh gì gần trời chết là ơi, được. Trời ơi, kêu hoài mà không có ai mở cửa hết. Chờ chút coi chị ơi. Ờ à, đó. Bạn đó, bạn ngáp càng nhiều càng tốt. Dạ mời chị vô nhà. Dạ mời chị. À, sao mà gọi hoài không có bao giờ mà mở cửa liền cho tôi hết à? Dạ, nhà em có chuyện. À, dạ chị tới đây có chuyện gì? Tôi đi qua đây tôi đòi nợ chứ không lẽ à? Tôi làm gì với ông? Chuyện nữa, cái mặt lúc nào qua đòi nợ mặt cũng diễn hết. Hết khóc rồi tới năn nỉ vậy thôi. 4.5 tháng tiền nhà rồi chứ đâu có phải đơn giản đâu. Nhưng mà chị ơi, bây giờ vợ em đã hấp hối rồi. Em không có tiền trả cho chị. Tội ghê không? Tôi nói cho mà nghe. Có hấp hối, có vô nhà thương, có ngáp ngáp không thở được cũng phải trả tiền cho tôi. Chỉ ngoại trừ chết mới khỏi phải trả tiền cho tôi thôi. Trời ơi. Đi luôn rồi. Cái gì vậy? Đi luôn rồi. Trời ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, có 4 tháng tiền nhà mà cắn lử đi luôn rồi. Tôi mới vừa thấy hồi nãy. Hồi sáng tôi đi chợ thấy bà nói chuyện nhiều chuyện từ trên sóng xóm dưới. Ai cũng bà chào hỏi hết mà sao đi liền vậy? Trời ơi, tính gì bà nhiều chuyện, bà nói chuyện hết người này người kia hậu Covid bà hụt hơi bà chết đó. Trời đất ơi. Trời ơi mình ơi, bây giờ tội mình nghiệp. Chết trong vậy rồi tiền đâu tôi trả tiền già cho người ta đi trời ơi. Mình ơi, mình làm ơn mình chết rồi, tháng 7 của hồn gần tới rồi. Mình ráng lấy cái bộ răng mình ra mình giật nhiều tiền đi. Mình giật thiệt là nhiều tiền đi rồi chờ chị la bơm ga xuống ở dưới rồi mình trả cho chị nha. Anh nói gì mà xui dữ vậy anh Thiếu? Chứ bây giờ tôi đi xuống dưới chị chờ. Thôi coi như là nghĩa tử nghĩa tận. Tôi thấy cũng tội nghiệp thôi là. Thôi tôi coi như tôi phúng điếu cho chị đó. Rồi ôi cảm ơn chị quá, tôi cảm ơn chị quá. Mình ơi, chị phúng điếu 4.5 tháng tiền nhà rồi kìa. Tôi phúng điếu nửa tháng thôi. Còn 4 tháng phải trả cho tôi chứ trời đất ơi.
ai mà ngon lành mà giật 4 tháng rưỡi người ta à? Mình ơi, nhớ nghe mình, Phung điêu có nửa tháng thôi. Trời ơi, hai vợ chồng tôi còn sống đủ, còn không có tiền trả tiền nhà cho chị. Bây giờ bà chết rồi, mình tôi kham sao nổi tiền nhà. Mình, bà không muốn xuống, mình cũng bóp cổ cho bà xuống nha. Trời ơi, nói ghê quá anh dài. Anh nói ghê quá anh Thiếu. Anh làm tôi lộn tên luôn nè. Thôi, thôi không ấy à. Thôi vậy đi, thôi tôi không có trò gì nữa hết á. Tôi đi về. Dạ, cảm ơn chị. Thôi, coi như 4 tháng rưỡi tiền nhà tôi cho đó. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ, chị về thưởng lộ bên anh. À, mà anh Thiếu à. Chứ còn cái tiền hòm với lại tiền ban hộ niệm anh có lo đủ không? Dạ, chắc tôi lo không đủ quá chị. Ờ, vậy không ấy à, anh trả cho tôi bán 4 tháng rưỡi tiền nhà đi. Còn cái tiền hòm với lại ban hộ niệm tôi lo cho được không? Tôi nói chị vậy, không ấy chị cho tôi 4 tháng rưỡi đó đi. À, rồi tôi quấn bả chị vô chiếu cái tôi vùi bả xuống đất. Còn ban hộ niệm khỏi cần đâu. Bả sống mà bả chửi người ta quá, bả chết ra có niệm bao nhiêu bả cũng không lên trên được đâu. À, cho nên là không cần ban hộ niệm, không cần ai phụ niệm hết. Để tôi mua một cái máy mà một tỳ giọng đọc mà cả thế giới đều nghe đó. Bỏ trên bàn thờ cho bả nghe là được rồi. Vậy đó hả? Vậy thôi. Ôi trời ơi, sao con mắt bả mà bả trừng trừng bả mở vậy? Trời ơi, con mắt bả sao trừng trừng mở vậy? Chị ơi, chắc là chị cho tiền nhà bả mừng quá cho nên bả mới mở mắt. Bây giờ chị làm ơn chị tới chị vuốt mắt cho vợ tôi giùm, cho bà nhắm lại đi chứ không bà mỏi bà chết. Thôi chị đi thanh thản nghe chị dơi. Nhắm à, liền. Rồi nhắm liền. Dạ cảm ơn chị. Anh ơi, tôi vô tôi rửa tay chứ đem cái hơi này về nhà không có mấy hơn. Dạ nhà của chị muốn rửa chị rửa. Anh đi đâu? Nằm. Cái đinh đâm muốn lủng cái lưng luôn nha. Nó bị cái đinh đó hư chưa có sửa. Răng. Bây giờ đi. Bây. Trời ơi tổ. Mình ơi, con mèo nó nhảy qua mà mình xong rồi. Ngầm chết nè. Nói cho hai người biết hen. Thủ thủ rồi lên hả? Nói cho hai người biết. Tôi biết từ đầu luôn rồi. Thấy hai vợ chồng giả này giả nọ diễn quá mà. 4 tháng rưỡi tiền nhà của tôi cho cái trọ gì đâu. Tôi có tới mấy chục cái nhà cho mướn. Mà người nào cũng như hai người thì tiền đâu mà tôi trang trải được. Thì mấy chục cái nhà cho mướn, nhưng mà chỉ có một mình nhà tôi là Thiếu Dai thôi. Bị hai vợ chồng tôi tên Thiếu tên Dai đó. Ừ, đúng tên. Cho nên biết là vậy hồi xưa á, ba má đặt tên Gia đi, giờ hai đứa Thiếu Gia rồi. Thì đó, tại má bà đặt sai đó trai. Thôi thì chị cho thông cảm cho tôi chứ chị cũng đâu có cần tiền. Chị lấy mấy chục nhà kia chị cũng đủ trang trải rồi. Nói nào ngay á, hôm nay tôi qua là tôi đòi nợ là để cho lo hỷ sự. Trời đất ơi, từng tuổi này mày đặt lấy chồng. Trời đất ơi, cái chị này, tôi lấy chồng làm gì nữa? Tôi lo hỷ sự là lo hỷ sự cho con trai của tôi. À, lo cho con trai của chị hả? Lo cho con trai của tôi. Thì lo cho con trai của chị, tôi nghĩ mấy tháng tiền nhà này cũng đâu có đáng xá gì đâu. Trời ơi, để cho tôi tháo ra tôi mới kể cho hết chuyện nè. Đám cưới của con trai tôi đó không có phải như đám cưới con nhà người khác. À, đám cưới nào cũng đãi nhà hàng, đãi nhà hàng, đãi nhà hàng. Đám cưới con của tôi là... Là không có đãi nhà hàng. Không có đãi. Không đãi nhà hàng. Không. Vậy chị đãi ở nhà xác hả? Bậy. Bậy bà. Bậy bà. Bà đãi nhà thương hả? Được. Tự nhiên đám cưới lên xe cấp cứu là buffet vậy. Hai cái người này nói cái gì đâu không à. Anh chị phải từ từ nghe tôi nói. Tôi không có đãi nhà hàng nhưng mà tôi đãi mấy cái chỗ danh giá ngon lành giống như là Senate Hollywood vậy đó. Wow. Tôi đãi 10 món ăn mỗi bàn. Wow. 500 bàn cả thảy. Wow. 500 bàn mỗi bàn 10 người. Chị ơi, vậy vị chi á là chị mời 5.000 khách. Chị giàu vậy. 500 khách thôi. Ủa 500 bàn mà sao có 500 khách ra? Mỗi bàn tôi cho người khách ngồi. Hả? À? Rồi 10 món ăn rồi sao? 10 món ăn hả? Khi mà đãi là tôi đóng cửa lại. Hả? Tôi đóng cửa lại cho ăn tới khi nào mà ăn không nổi.
ngủ, thức dậy, mai ăn tiếp. Ăn phải ngập họng thì thôi. Về tôi có tiếng lên ở nhà tôi đã ngon lành vậy đó. Trời đất ơi, đám cưới tưởng đâu là nuôi heo không đó. Đó là cái chuyện đãi đằng thôi. Chứ còn cái chuyện mà văn nghệ đó hả? Sao chị? Chị phải ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Dạ, văn nghệ chị kể. Chị đứng đây là coi như là... Văn nghệ chị làm sao? Văn nghệ tôi đãi hả? Là phải rần rần rộ rộ hoành tráng. Ồ, oh, dạ. Phải 100 ca sĩ. Dạ. Ha? Mà phải ca sĩ từ hạng A, hạng B thôi. Còn C, D, E, F, G là bỏ qua. Ồ. Oh. Ừ, vậy đó. Rồi hát hò sao chị? Hát hò là mỗi ca sĩ hát nửa bài. Hả? À, hát... tổng cộng là... Tổng cộng là 20 bài. Chị ơi, chị có đi học không? 100 ca sĩ, mỗi ca sĩ hát nửa bài là 50 bài. 50 bài. Thì bây giờ tôi nói nghe, tôi là dân business. À, cho nên khi mà tôi làm việc thì cũng có thư ký này kia nó tính tiền chứ tôi đâu có cần tính. Dạ. À, nói như vậy đi. À, nhưng mà cái chuyện khó khăn nhất không phải là chuyện kiếm ca sĩ. Dạ. Cái chuyện khó khăn nhất mà để cho chương trình nó hoành tráng, cho xứng đáng với cái chương trình đó, là tôi kiếm cái người MC. Ừ. Đó. Ờ. Mà người MC đó là phải duyên dáng, linh hoạt, thông minh, kiến thức. À, giống như idol của tôi vậy đó. Idol của chị là ai? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đó. Ghê vậy hả? Ừ. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn hả? Nhiều khi tôi mê ổng đến nỗi mà tôi bỏ nhà tôi đi vì ổng đó. Trời ơi. Ừ. Bỏ nhà đi vì ổng sao vậy? Ờ, tôi kể cho nghe nè. Tôi bỏ nhà tôi đi. Là sao? Tại sao bỏ nhà đi? Tại vì... Tại vì tôi mê cái chuyện ổng kể chuyện ma. Cái giọng của ổng. Ông có nghe bà nghe chuyện ma chưa? Dạ có. Chuyện của ổng á, ông nghe chưa? Nghe rồi. Dạ ông có cassette đâu mà nghe. Nghe nghe nghe, con nghe. Giọng của ổng kể rùng rợn lắm. Đến nỗi hả? Buổi tối mà tôi nghe, tôi không có dám ngồi ở nhà. Tôi phải đi lên xe, tôi chạy ra ngoài đường. Tại vì tôi sợ quá. Sợ ma quá cho nên tôi phải đi theo ổng. Tôi bỏ nhà tôi đi đó. Trời đất ơi. Tôi sợ ma. Tôi tưởng đâu ổng dụ bà đi theo chứ bà sợ ma xong rồi bỏ nhà bà đi theo ổng vậy là vậy đó hả? Ờ như vậy thôi chứ. Nhưng mà giờ tôi nói chị nghe nè. Idol tôi mà. Tìm cái người đó khó lắm. Tìm người na ná giống giống thì có thể. Đó thì tôi cũng nói như vậy. À, tìm cái người như ổng là có tiền cũng khó mà mời được. Đúng rồi. À, kìm mấy người na ná càng khó hơn. Không chị, na ná là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Ai vậy? Hai vợ chồng tôi. Chị, hai vợ chồng bà. Chị đừng có cười khinh vậy. Chồng tôi nè, hồi xưa là làm dẫn chương trình lớn không đó. Vậy đó. Trời, tại chị không biết thôi. Tôi xin tự giới thiệu cho chị biết luôn nha. Tôi là chuyên sĩ, là một người MC chuyên nghiệp. Tôi chuyên làm những cái chương trình lớn lắm chị. Dạ. Chương trình lớn sao? Chị có coi những cái chương trình niệm khúc cuối chưa? À là anh làm chương trình nhạc thính phòng hả? Trời ơi, thính chỗ nào tôi cũng chơi chứ không phải là thính phòng không. Ôi trời ơi, dễ sợ không? Thính ở trong phòng nè ha. Thính trong cơm tắm nè ha. Nói chung mà thính đánh cá nè, tôi rắc thính khắp nơi. Trời đất. Chứ không phải chơi thính phòng không đâu. Thử đi, thử đi. Bây giờ chị muốn thử không? Thôi bây giờ vậy đi ha. Bây giờ bây giờ hai anh chị á, mà nếu mà làm MC được đó là tôi cho bỏ qua hết 4.5 tháng tiền nhà luôn. Ừ, làm luôn. Làm đi. Làm luôn. Đó thì làm đi. À, vậy bây giờ dẫn đám cưới đúng không? À, dẫn đám cưới đi. Bây giờ phải có cô dâu chú rể. À, à rồi. Bây giờ hai người làm cô dâu chú rể đi. À, rồi ai làm cô dâu ai làm chú rể? Chị làm cô dâu, bà này làm chú rể. Ủa sao cái gì đàn ông cũng đẩy qua tôi vậy? Trái khế bà bự quá. Tại bà ăn mặc ô về cho nên làm chú rể được. Rồi. Rồi. Rồi chuẩn bị nha. Bây giờ chuẩn bị nha. Kính thưa quý vị, đây là cô dâu và chú rể. Mời cô dâu và chú rể lên bàn thờ. Vậy chị à, lên đèn. Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. À, cứ giả bộ có đèn đi. Rồi chuẩn bị nha. Tôi là chuyên môn làm MC mà, niệm khúc cuối mà. Ừ. Hương qua tình hương qua. Ông cúng dòng hả? Cầu siêu ai? Khúc cuối thôi mà. Ông làm đàng hoàng đám cưới mà. Niệm con khúc cuối mà. Trái tim tâm quen hồn miệng, quen, à, miệng. Quen miệng. Quen miệng. Kính thưa quý vị quan khách, trước mặt quý vị là cô dâu và chú rể. Từ nay trở đi
hai trái tim họ sẽ chung một nhịp đập. Khi trái tim kia ngừng đập thì trái tim nọ sẽ ngừng đập theo nè. Cả hai sẽ tiêu diêu nơi miền cực lạc. Anh à, chị quen miệng quay tới quay lui cũng nghiệm cái khúc cuối không. Ông đó làm không có ra cái trò trống gì chân á, đứng đợi ông lên đèn nghe ông nắm dắt ông lên phường ghê vậy đó. Qua đây để tôi làm cô dâu chú rể đi được không? Được. Trời đất ơi, có thương tôi hoài vậy? Chị đứng cách cách ra nghe không? Giả bộ mà. Kính thưa quý vị, hôm nay tháng tốt ngày lành, hai trái tim nhỏ đang dành cho nhau. Khách đến vui vẻ đón chào, khách về hí hửng mở bao đếm tiền. Đêm nay xin chớ làm phiền, để cho đôi trẻ bình yên động phòng. Động phòng mà biểu bình yên? Động phòng là phải ngã nghiêng cái giường. Rồi về IMC. Bà nín để tôi si tiếp. Ngày nào một mình lẻ loi, bây giờ hạnh phúc có đôi trên giường. Ngày nào đi khắp bốn phương, bây giờ gặp ở Tây Phương suối vàng. Ngày nào lên xuống cầu thang, bây giờ một năm cho tàn quạnh hiu. Cả nhà dán khăn tan trà chăm nhị khách. Trời đất ơi, tôi nói nè. Dạ tôi nói chị rồi, nhà tôi là chỉ có niệm khúc cuối. Tôi nói nè, MC gì mà kỳ cục vậy? Hồi nãy á là chồng là Tây Phương Cực Lạc, tới bây giờ là vợ nắm cho tàn xuống nho to tàn xuống vàng này nọ. Quen. Quen quá hen. Chị không, chị bình tĩnh. Suy nghĩ đi, suy nghĩ. Cưới đám dỗ gì? Chị nói nghe nè, tách ra nó bị kỳ cục, phải ráp lại. Ráp lại hả? Vợ chồng em ráp lại cái là y chang Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên luôn. Chị tin tưởng lần này nữa không? Thôi, vậy đi. Tôi cho anh chị một cơ hội nữa nghe. Ui hay quá. Vậy tụi em làm nghe. Làm thử đi, coi thử làm sao. Cái này cái bụt nè. Lấy cái bụt, lấy cái bụt. Ông làm gì đứng thấp sủng vậy? Ông Ngạn thấp hơn bà Duyên mà. Thấp vậy chưa đủ. Hôm cao quá nói chuyện mệt. Vừa thôi. Tôi là, kính thưa quý vị, tôi là Nguyễn Ngọc Ngạn. Dạ, còn tôi là Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Hôm nay, kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất hân hạnh được dẫn trong một chương trình đám cưới của Tân Lan và Tân Gia Nhân. Dạ, mà anh Ngạn này thường là chị Duyên. Lấy bớt cái răng vô. Kỳ Duyên không có cái răng như bà. Cái gì vậy? Đè nó vô. Khỏi đi. Lấy là lấy cái môi che nó lợi thôi. Chứ bây giờ mà bà đè sao tôi kịp nữa. Bây giờ mà bà có lấy cái niềng xe mà đằng sau có cái xe mới kéo kéo nó còn chưa vô. Đang làm MC nha. Biết rồi, thì nhắc bà thôi. Nói tém lại, đừng cho cái răng hết ra. Dạ, nó cũng ra. Thôi nói lại đi. Nhanh chứ để bị la hết giờ. Dạ, anh Ngạn này, chị Duyên hay cười mà không có lý do đấy. Anh Ngạn này, thường mà Kỳ Duyên thấy nhé, thì lễ cưới của mình ấy thì có nơi trang trí cái cổng thì ghi là tân hôn, còn có chỗ thì ghi là vu quy, thì anh Ngạn có thể giải thích sự khác biệt này được không? Lễ vu quy đấy cô ạ, là dành cho con gái, gia đình bên gái, tức là vu quy tức là nương tựa, đấy, tìm một cái điểm nương tựa. Dạ. Đấy. Còn tân hôn là dành cho đàn trai. Dạ. Đấy. Còn thành hôn là dành cho hai đàn trai gái làm chung. Dạ. Nói chung là thế. Dạ. Nhưng mà Kỳ Duyên thấy nhá, thường phụ nữ mình về nhà chồng ấy thì cứ như là làm dâu không phải một mình chồng đâu, làm dâu cho cả nhà chồng, chịu rất nhiều nỗi niềm, hy sinh nhiều lắm cơ. Ví dụ như là làm dâu cho mẹ chồng, làm dâu cho chồng, làm dâu cho em chồng, làm dâu cho cháu chồng nữa. Đấy, thì rất là nhiều hy sinh, cho nên ông bà mình mới có cái cậu. Bà nói ít thôi, mỏi lắm rồi. Sao gì anh Ngạn nhé.
chưa, khúc này chưa giã từ. Thì ông bà mình mới có một cái câu nói lên cái sự hy sinh của người phụ nữ. Cái câu thế này: nếu như mà ai biết ấy, điền vào chỗ trống, nếu đúng sẽ có thưởng. Chơi game nhé. Game. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp .. A. Quýt. B. Bưởi. C. Tắc. Có người trả lời rồi. Tôi lấy đáp án A được không? Quýt. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp quýt. Trời ơi. Đúng không? Chúc mừng chị, chị trả lời rất nhanh. Không đúng chị ạ. Vậy hôm ấy tôi chọn đáp án B. Là bưởi. Bưởi. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp bưởi. Trời ơi. Tự nhiên lạnh lùng cái áp mặt vô bưởi vậy. Chị à. Ủa cũng không đúng luôn hả? Đâu là bưởi thì nó to hơn quýt, nhưng mà vẫn sai chị ạ. Tôi chắc chắn là cái câu này tôi đúng luôn nè. Đáp án C. Đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp tắc. Tự nhiên về cái bị tắc nghẽn thế. Chúc mừng chị. Chị là một trong những thí sinh hiếm hoi mà cả ba đáp án chị chọn cả ba mà vẫn sai đấy chị. Ủa chứ con. Và cô cũng là một người mà đưa ra câu hỏi mà cô đưa ra ba cái đáp án chả có đáp án nào ăn nhậu cũng đáp án nào. Chứ đi đâu cho thiếp theo cùng, đói no thiếp chịu, lạnh lùng thiếp cam. Đấy, cái nào cũng vắt ra nước mà. Ôi. Hay đấy. Nói chung là vậy đó. Thôi được thôi, mỏi quá. Thôi anh chị mời ngồi. Mỏi quá. Mời ngồi chứ đó. Đứng kiểu đó thì cũng mỏi lắm. Quá mỏi. Ta nói làm MC không có phải dễ. Nãy giờ tôi ngồi tôi coi thử hai người làm sao. Hang. Á, làm mà từ khi cái đèn mà nó thấp rồi tới bây giờ đèn hết, nói chưa xong mà nói không ra hoạch ra tướng gì hết. Á, đâu có phải nói chuyện mà làm MC là dễ đâu. Á, nói chung là tại tụi tôi cũng tại vì mấy tháng thì nhà thôi. Vì mai mốt thì con tôi nó đi hát về được, nó trả tiền cho chị. Chứ cái nghề MC đâu phải là cái nghề của tôi. Tôi chỉ có làm đám giỗ, đám ma, đám đồ này nọ vậy thôi. Chứ tôi đâu có làm MC mấy cái đám ấy. Bởi tôi mới nói tôi làm cái niệm khúc cuối thôi. Có cái khúc cuối thôi. Đúng mấy rồi. Khúc đầu bỏ. Chị thông cảm đi. Đừng có đòi tiền nhà nữa nghe. Ba má ơi. Ôi, ba má. Hả? Cái gì? Dạ con chào bác. Dễ thì... Con mới đi hát về nè. Ba má có tiền rồi nè. Ba má trả tiền nhà cho cô đi. Trời đất ơi, ơi. Bữa nay con gái mình nó lớn khôn, nó đem tiền về báo hiếu nè. Đi hát về có tiền rồi nè. Ba má biết sao không? Hả? Hồi sáng con có nhìn vô trong cái tờ đòi tiền nhà. Nên là thôi không sao. Thương ba má vậy là mừng, hiểu không? Qua đây. Xin lỗi nghe. Con gái tôi trả tiền nhà đó, nó ca sĩ. Nó ca sĩ á. Con qua đây. Qua đây bác. Con chờ bác chút. À bút xô. Vậy hả? Chắc là bút xô. Vậy là con nằm trong một chân ca sĩ mà được hát nửa bài đó. Con cho bác chụp hình với con cái nha. Dạ. Ôi trời ơi cái này nó vướng quá nè. Rồi đó. Để tài thấp xuống. Rồi được. Rồi. Rồi con qua nói chuyện với ba má. Bác đi làm chỉnh áp. Dạ. Đi chỉnh áp. Qua đây. Dễ thương quá. Đưa tiền cho má con để trả đi. Đưa đây tao trả. Tiền đâu? Bao thôi đâu? Bà đếm luôn rồi. Mà đứng bà đếm mà chậm luôn rồi. Lẹ vậy trời. Cảm ơn con nha. Dạ. Có ai đây? Dạ con chào. Dạ. Hai bác. Dạ. Ai vậy? Dạ bạn trai con. À. Bạn trai của nó. Con làm gì mà nhìn con bảnh tỏn hiền lành dữ vậy? Mặc đồ đôi nó dễ thương không ha? Ủa con qua con chở Nhung đi chơi hả? Dạ con, tụi con mới... Dạ con mới chở Nhung đi hát về. Dạ. À mới chở Nhung đi hát về. Thông cảm cho má nghe. Tại má không có tiền chứ không phải để dồn mấy tháng vậy đâu. Con nói má nghe nè. Gia đình mình đã thiếu dai rồi. Má hung dữ quá à. Má bớt lại đi, khẩu nghiệp. Tự nhiên nó giảng Phật Pháp tôi nghe vậy. Kệ nó đi, đang có mặt còn rể tương lai. À,
Đừng nói vậy nha, mất công con rể tương lai nó hiểu lầm. Con thông cảm đi, không phải tánh bác hung dữ đâu, mà tại vì mình túng thiếu quá. Thí dụ mà thiếu 1-2 tháng người ta tới ta chửi mình nhịn được. Lần này chửi 3-4 tháng trời, bác phải chửi lại bác tự vệ, hiểu không? Em à, em phải thông cảm cho má của em. À, hai bác biết không? Dạ dạ con mời hai bác ngồi. Dạ, cảm ơn con. Ở như nhà nó vậy hả? Dạ hai bác biết không? Má con á cũng chửi dữ lắm. Dạ. Ủa vậy má con cũng là bị mà thiếu tiền bị ta chửi xong rồi này nọ hả? Dạ không phải, tại vì má con á cho mướn nhà, cho mướn mấy chục căn nhà lận. Ủa giàu vậy con? Nhà khá dễ dữ à? Dạ dạ không không có. Giống như là má con mướn nhà xong rồi cho người ta mướn lại rồi ăn tiền chênh lệch thôi à. À. Thì dạ. Ra là vậy. Rồi sao con? Mà hai bác biết không? Là có nhiều trường hợp á ngay dữ lắm. Đó, cho mướn nhà mà thiếu nợ mấy tháng rồi mà không có trả, giống như trường hợp sáng này nè. Đó, là má con mỗi lần á thiếu nợ má con 3-4 tháng mà má con đi đòi nợ á thì bị chửi xối xả luôn. Chửi tới nỗi mà má con sợ quá, má con không dám đi đòi luôn. Đó, cho nên sáng này á con phải biên một cái giấy là gửi tới nhà. Đó. Chứ bây giờ má con offline luôn, không dám mở phone lên luôn á. À, cho bác hỏi chứ không phải con biết cái nét chữ này không? Ủa, đúng rồi nè, nét chữ của con nè. Ủa mà rồi. Mà sao nó ở đây vậy bác? Hoàng gia nghiệp chướng. Ủa má. Ủa sao con ở đây? Dạ con chở bạn gái con đi hát gì. Ủa chẳng qua. Ủa nó là con dâu tương lai của má đó hả? Dạ đúng rồi. Ôi trời đất ơi. Mừng quá. Mừng quá. Tôi cũng mừng, tại làm xui gia khỏi trả nợ. Bậy bạ. Hồi nãy tới giờ đó thì má qua bên này nói chuyện với hai bác cũng không có biết là con là con dâu tương lai của bác, là con của hai bác đây hả? Nhưng mà tôi ngồi trời, cứ mời ngồi hoài. Tại tao đứng mang giày cao gót tao mệt quá cho ngồi. Thôi, tôi nói cho chị nghe, bây giờ tiền nhà của chị á là tôi sẽ trả, vợ chồng tôi nhất định sẽ trả, con tôi nó đi hát được rồi đó, bây giờ tôi trả cho chị rồi, cứ cho tôi mượn cái nhà này tôi ở được không? Rồi được hả, coi như là bây giờ trở đi á là sẽ là xu gia với nhau ha. Dạ hả, cho nên á là cái tiền nhà này á là tôi mướn bao nhiêu á thì anh chị trả chừng đó, chứ tôi không có lấy tiền lời. Dạ hả? Nhưng mà đứng tên nhà là chị vẫn đứng nha. Không, chị đứng chứ. Chị đứng đi, không đứng đâu. Tại sao? Tại lỡ tháng nào mình thiếu là mình thiếu bả thôi, bả phải tự trả cái chủ nhà này, hiểu không? Rồi. Trời đất ơi, chơi gì. Thôi nó giỡn chơi chứ vợ tôi hay dần lân vậy lắm. Thôi thì bây giờ tôi nói chị nghe, sẵn có mặt chị đây, tôi thấy con cháu nó cũng dễ thương. Thôi á, mình kết nghĩa làm xu gia cũng được, tính ngày lành tháng tốt là làm đám cưới cho tụi nó. Nhưng mà hồi nãy tôi nghe chị á, chị nổ banh xác, chị làm đám cưới gì 500-600 bàn gì đó, tôi bỏ đi. Bây giờ làm cái đám cưới đơn giản sơ sơ thôi nha. Còn á, MC tôi nói chị nghe, không phải đi tìm là dễ đâu, ca sĩ rồi mời thì còn dễ chứ MC khó lắm. Tìm một MC mà duyên dáng nè ha, thông minh nè ha, kiến thức nè ha, đó rồi á, đầy đủ những cái tố chất. Tôi nói thiệt chị, tìm mỏi con mắt tìm không ra, chứ không phải đơn giản. Thôi bây giờ á, mình biết nhau rồi, mình sẽ bàn cái chuyện đám cưới cho hai đứa này luôn, được chưa? Được. Rồi vậy giờ hai đứa mình giúp tốt rồi. Vậy thôi đó. Rồi lấy cái tiền kia lại đi, cho thiếu 4 tháng rưỡi tiền nhà đi. Trời đất ơi. Vui vẻ rồi hiền.